sẽ bảo vệ và tìm cách đưa cô quay về Việt Nam một cách an ổn. Ở đâu có anh là em sống được hết. Ba, con xin lỗi ba. Con đang tự đánh mất gia đình mình đó. Con có biết không? Đang ở đâu hả? Không biết. Cuộc sống của ai người đó sống mà. Đừng làm phiền tôi nữa. Không được đi đâu hết á. Mày đéo rớt vào tay tao. Tàn nát lâu lắm rồi. Dắt xuống và tiếp khách. Dừng tay. Tất cả lùi lại. Tụi tới đây. Nếu bắt quỳnh lại để mất dây động này, giữ cái hồ sơ mật đó có thể không? Sao tôi phải tin anh chứ? Vì cô không thể tin ai khác. Còn thấy không, nước cờ nào cũng có tác dụng hết. Con cũng nghĩ là Tạ Thiên Khánh đã tạm co lại, trả lại địa bàn cho cha con chúng ta. Nhưng chắc chắn ổng đang rất là điên. Nhưng như vậy á thì cha con ta đã thắng. Dạ ông cũng đã biết sợ rồi. Nhưng mà con nên nhớ đừng có khinh thường hắn. Hắn ghê gớm lắm đó. Coi chừng hắn bất ngờ tập kích vào nhà mình đó. Dạ con hiểu mà ba. Dạ ba hỏi nè, cái loại mà con mới bào chế gửi về cho ba lần trước đó, con đã triển khai được mẻ mới chưa con? Dạ đã xong hết rồi ba. Con đang cho in bao bì, chỉ cần dán nhãn nữa là xong rồi đó ba. Hay lắm con à. Nè con cẩn thận mọi việc nha. Tuyệt đối không được mất bình tĩnh, mất kiểm soát. Dạ. Coi chừng cảnh sát Macau phát hiện ra vào cuộc điều tra là tất cả chúng ta đều chết hết đó. Dạ dạ ba yên tâm đi. Còn gái của ba là cẩn trọng lắm luôn đó. Thôi bây giờ ba nghỉ ngơi đi. Ờ ba biết rồi. Chúng mày đã vào trong hết rồi, đố có đứa nào thoát được tay tao đâu. Chuyến này tao đã chuẩn bị quá kỹ và đã dùng hết vốn liếng vào đây rồi. Chuyến này xong tao sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài, qua một xứ khác, hãy đến một nơi, một đất nước đáng sống. Mình sẽ trở thành tỷ phú mới được. Mình đã gửi hình cho công an, sao họ vẫn chưa xử lý vụ này? Huỳnh Long chính là người chồng của mẹ. Và Huỳnh Hưng em con chính là con trai của ông ấy. Mẹ biết Huỳnh Long có thể hận thù và oán trách mẹ vì đã 5 lần 7 lượt mẹ muốn giết ông ta. Nhưng mà ông ta sẽ không bao giờ giết mẹ đâu. Trong tình thế bây giờ, chỉ có ông Tạ Thiên Khánh muốn giết mẹ thôi. Vì ông ta sợ Huỳnh Long biết hắn dính líu với mẹ và đối đầu với Huỳnh Long. Tạ Thiên Khánh, Huỳnh Long, ai là người đã giết mẹ? Cô ấy sao rồi em? Đêm qua sau khi cô ngất đi, em đã lấy đồ của em cho cổ thay. Có lẽ cô ấy bị nội thương và trầy xước. Anh có thể vào thăm cô ấy.
Anh nghĩ là em nên đi cùng anh vào trong đó đi. Có những việc em phải nghe anh nói thì mới hiểu được. Và có em á, anh nghĩ cô sẽ yên tâm hơn. Mà nè, việc này em đừng kể cho ai nghe hết nha. Khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho em, vì sự an toàn của em và cổ. Em biết mà, anh yên tâm đi. Em biết anh là người tốt, em tin anh. Đi anh. Cô khỏe chưa? Cô chưa khỏe đâu, hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không làm hại cô. Tôi sẽ giữ bí mật mọi chuyện cho cô. Tại sao tôi phải tin anh? Anh là tài sản của con Huỳnh Nhi. Chính cô ta đã gây ra kết quả thảm hại cho cuộc đời của tôi ngày hôm nay. Tôi không thể tiết lộ cho cô cái gì cả. Nhưng mà tôi để cho cô nằm nghỉ ngơi ở đây thì tôi nghĩ là cô đã đủ hiểu chuyện rồi. Điều quan trọng bây giờ là cô phải giữ được tính mạng của mình. Mà tại sao lại ra nông nổi này chứ? Tiền tôi đưa cô đâu? Sau khi có tiền, tôi đi lên phố. Vì tụi nó phát hiện là người Việt nên tụi nó lừa, rồi còn đánh tôi nữa. Anh có biết không, tụi nó đánh tôi giả vang lắm. Được rồi, bây giờ cô nằm đây thì tôi cũng đã yên tâm phần nào rồi. Tôi sẽ bảo vệ và tìm cách đưa cô quay về Việt Nam một cách an toàn nhất. Nhưng mà với một điều kiện, cô phải tuyệt đối nghe lời tôi, không được đi lung tung nữa, vì người của Quỳnh Nhi đang săn tìm cô khắp nơi đó. Sao tôi phải tin anh chứ? Vì cô không thể tin ai khác. Cô không thấy là từ bữa tới giờ chỉ một mình tôi là người đứng ra giúp cô hay sao? Bây giờ cô phải tin anh. Nếu như tôi muốn bắt cô quay trở về nơi cô trốn thoát thì bây giờ người đứng trước mặt cô là Quỳnh Nhi, là thằng Diên. Còn cô thì đang bị trói và bị đánh đập. Tôi xin hai người hãy cứu tôi. Tôi không chết ở đây này được đâu. Tôi xin hai người. Tôi xin hai người mà. Tôi lại hai người. Tôi lại hai người. Hai người cứu tôi đi. Xin anh đó. Anh cho tôi về Việt Nam đi. Tôi xin anh cô ơi. Cho tôi về Việt Nam đi cô. Cho tôi về nhà đi. Cho tôi về nhà đi. Cho tôi về với mẹ cha tôi đi. Vợ yêu quý của anh về rồi. Tưởng em đi luôn rồi chứ. Hôm nay anh biết ở nhà rồi đó hả? Ngạc nhiên ghê. Ra đây nói chuyện. Đứng lại. Tôi nói cô ngồi đây tôi nói chuyện. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh làm cái gì vậy hả? Cô ngồi xuống đây. Buông tôi ra. Anh làm tôi đau đó. Ôm vợ mình mà cũng không được nữa hả? Buông ra. Cô la đi. Cô la lớn lên. Cô la cho mọi người biết là tôi đối xử tệ bạc với cô đi. Buông ra. Anh say rồi đó. Nè, sao cô với con dám bỏ tôi mà đi vậy hả? Cô định là cho ba cô biết là tôi đối xử tệ bạc với cô đúng không? Hả? Anh say rồi đó. Đừng có nói gì nữa hết. Tôi chỉ về lấy ít đồ cho con rồi tôi đi. Tôi đã nói với anh rồi, cuộc sống của ai người đó sống mà. Đừng làm phiền tôi nữa. Cô nói gì? Cô nói gì? Nè. Nè. Cô không thấy hả? Là tôi đã cố gắng vì cô, vì gia đình này nhiều lắm. Cô không thấy hả? Anh nói cái gì vậy hả? Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh đam mê bồ bịch bên ngoài, bỏ bê gia đình vợ con. Anh mê cá độ đá banh, không có thời gian cho con đi học,
đi chơi. Bây giờ anh đổ lỗi cho tôi hả? Đủ rồi, đừng bao giờ nói những lời khó nghe như vậy nữa được không? Cô nói gì? Cô nói gì? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô đứng lại đó, đứng lại. Buông ra. Cô không được đi đâu hết á. Bây giờ mà đặt giả vờ diễn kịch với tôi nữa hả? Vậy đi, vậy nói chuyện với tôi nè. Nè, vậy nhìn vô mặt tôi mà chửi tôi nè. Vậy cho tôi. Đừng có giả vờ nữa, vậy đi. Hả? Cô phải đưa con về cho tôi. Tôi nói rồi đó, nghe chưa? Anh... Ai là kẻ bí mật gửi những thứ này? Chẳng lẽ còn có bên thứ ba cũng muốn truy lùng Quỳnh Long và Tạ Thiên Khánh? Em nghĩ đây là một người nào đó thôi. Có thể họ biết sự việc nên gửi đơn tố giác. Không thể đơn giản như vậy được. Đó là người muốn Quỳnh Nam phải vào tù, và bọn đàn em của Quỳnh Long sẽ bị bắt. Mà chúng ta có thể túm được cái đuôi cáo của Quỳnh Long. Sao thủ trưởng chưa cho lệnh bắt Quỳnh Nam? Vụ giết người thì sẽ không ảnh hưởng gì đến vụ ma túy hết. Quỳnh Nam cần phải bị bắt. Hắn gây ra quá nhiều tội ác rồi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Bao giờ mới là lúc? Theo em á, cứ phải túm được một sợi chỉ mới lần ra được các nút thắt. Mà chúng ta chỉ có một đầu mối lớn là Quỳnh Nam thôi. Mọi việc không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ nếu bắt Quỳnh Nam sẽ bứt dây động rừng. Nhưng liệu cái hồ sơ mật đó có thật hay không? Chính tôi cũng đang bị cấp trên dục giả. Chính tôi cũng có nguy cơ phải ra khỏi vụ này. Nhưng tại sao tôi vẫn làm? Vì tôi muốn những kẻ bôi nhọ đất nước và bôi nhọ màu áo công an phải bị bắt, phải bị trừng trị và phải ngưng toàn bộ về việc bẩn thỉu mà nó đang làm. Chúng ta không được nôn nóng, nếu như vậy chỉ có lợi cho chúng mà thôi. Alo. Đúng rồi, tôi Đức đây. Sao? Bệnh viện nào? Tình hình con tôi thế nào rồi bác sĩ? Cô ấy bị té, đầu và đập mạnh có thể ảnh hưởng tới não. Chúng tôi phải tiến hành chụp chiếu nhiều lần nữa. Chúng tôi vẫn đang điều trị cô ấy tích cực trong phòng cấp cứu. Cảm ơn bác sĩ. Chắc không có gì. Alo, tôi nghe. Sao? Công an phường sao? Ba, con ngồi đi. Ba ơi, con xin lỗi ba. Lúc đó con say quá, con không kiềm chế được mình. Con không biết mình đã làm gì nữa. Thôi được rồi, bây giờ con nói ra thì giải quyết được chuyện gì? Bây giờ thì con phải suy nghĩ cho thật chín chắn. Con đang tự đánh mất gia đình mình đó, con có biết không? Dạ, con biết. Ba, vợ con có sao không ba? Vợ con bây giờ sao rồi ba? Nó đang nằm cấp cứu trong bệnh viện đó, phải chờ chụp X quang mới biết được kết quả như thế nào. Tất cả là tại con. Con thấy con ân hận lắm ba. Bây giờ con phải làm sao hả ba? Bây giờ trước hết á, con phải bình tĩnh đi. Bé Nhi đang rất cần có con. Vợ con á chắc phải nằm viện lâu dài. Vết thương trên đầu không đơn giản đâu. Đồng chí, có cho cô ấy ký biên bản. Tôi xin bảo lãnh cô ấy về. Rõ. Mời anh ký vào biên bản.
em lừa anh đó hả? Anh nè, sao anh cứ cố tình xa lánh em? Anh cứ từ chối em hoài vậy. Nếu anh không thích ở nhà em thì mình gặp nhau ở đây cũng được vậy. Mình yêu nhau và bên nhau ở đây. Anh nhìn đi, một căn phòng đẹp và lãng mạn như vậy nè. Anh không thích em một chút nào sao? Nến vừa qua em đã chuẩn bị đó hả? Ừ. Sên quá. Ừ. Nè, em quên là mình còn nhiều thứ phải làm lắm hả? Anh và em phải giải quyết Flaka và chuyện đối phó với Tạ Thiên Khánh. Em quên hết rồi sao? Tất cả mọi chuyện mình đã lo xong hết rồi mà. Hay là anh đang có chuyện gì giấu em hả? Em hỏi thiệt nha, anh có yêu em không? Quỳnh Nhi à, em đừng có trẻ con như vậy. Em không có trẻ con đâu. Nếu như anh không đồng ý bên em và yêu em, em sẽ ngay lập tức dọn đồ qua phòng trọ của anh, ở cùng với anh, làm vợ của anh luôn. Lúc đó em sẽ chăm sóc cho anh và nấu ăn cho anh hàng ngày. Em nói thiệt đó. Anh chỉ sợ là em qua bên đó em chỉ ở được 2 ngày thôi thì em sẽ phải bỏ của đi chạy lấy người thôi. Nơi đó không phù hợp với em. Anh á, đừng có hù em nha. Bây giờ em không thể xa anh một giây một phút nào nữa hết. Em yêu anh. Ở đâu có anh là em sống được hết. Anh cũng đừng có giả vờ nữa. Anh cũng có cảm xúc với em mà, đúng không anh? Chứ nếu không á thì anh đâu có bay qua đây để bảo vệ em, lo lắng cho em. Em rất yêu anh. Anh phải là của em. Anh chính là mẫu người đàn ông mà em rất yêu. Kệ đi anh. Em à, lỡ có việc quan trọng thì sao? Có chuyện gì vậy? Còn Thảo đâu? Nó đang ở đâu? Tôi không biết. Mẹ kiếp, con Thảo đâu? Hả? Con nhỏ nào? Không bắt được con Thảo, chỉ bắt được con này. Thì ra là cô Nhung, chủ nhà thuê của anh Dũng đây mà. Tụi đàn em điều tra được, có con nhỏ người Việt vừa ăn cắp tiền ở ngoài chợ, và đó chính là con Thảo. Chúng tôi là lần theo dấu vết của cô ta nên biết được con Thảo ở ngay nhà của cô ta. Nhưng cô ta rất là manh động và hung hăng nên không bắt được con Thảo. Lại, lại, lại. Chạy đi, tôi cầm như bọn chúng cho. Chạy đi. Đứng im, chuẩn bị sợ mày bây giờ. Mang nó về. Tôi nghĩ nếu điều tra cô Nhung đây thì sẽ tìm ra được chỗ con Thảo. Sao anh Dũng, cô chủ nhà thuê xinh đẹp của anh đó, anh xử làm sao? Cô Thảo đang ở đâu vậy? Tại sao em lại dính dấp tới chuyện này hả?
Cô Thảo đang ở đâu? Nói, cô Thảo đang ở đâu hả? Em không biết, cô tới ăn trộm đồ ăn. Em thương quá thì cho trú tạm có mấy tiếng thôi, em không biết cổ là ai. Thật mà. Vậy hả? Vậy tại sao em chống cự chứ nó bỏ trốn? Em đâu biết bọn vào nhà là ai. Em tưởng cướp hay bọn buôn người, cho nên em chống trả thôi. Đâu ai nói là tìm người gì đâu. Em không biết gì hết. Thấy cô ta là người Việt đáng thương, cho nên em không muốn cô ta bị bắt. Chuyện chỉ mới xảy ra sáng nãy thôi, khi em đi khỏi rồi. Cô đã ở đâu hả? Em không biết thật mà. Tại sao trùng hợp vậy? Tôi nghĩ anh ở cùng nhà với cô ta thì phải biết chứ. Liệu đây có phải là một vở kịch lố bịch hay không? Tôi không biết. Anh đừng có giở trò vu khống. Sao hả? Tôi chỉ thắc mắc thôi. Tại sao thiếu gì nhà đang cấp mà ăn cắp ngay nhà thuê của anh? Hả? Tôi cũng như anh thôi, tôi muốn bắt sống con nhỏ Thảo kia. Anh nói vậy là có ý gì? Thôi, hai người im đi. Hai người còn đứng đây mà không chừng cảnh sát đã bắt con Thảo rồi kìa. Được, anh giỏi thì anh khai thác cô ta đi. Tôi không tin là cô ta vô can trong vụ này, và cả anh nữa. Được rồi, để nó cho tôi. Anh Việt, để cho anh Dũng xử lý. Em thấy rồi, một là em khai ra, hai là em phải chết. Tại sao cô Thảo có mặt ở nhà đó hả? Cô đang ở đâu? Em đã nói là em không biết. Anh phải tin em. Chỉ cần em nói chỗ cô Thảo ở đâu, em sẽ được an toàn, sẽ được thả lập tức mà. Em không biết. Cô đang ở đâu hả? Em không biết. Mày dám cứng đầu hả? Giết nó đây.
đó không phải dạng vừa đâu. Cảnh sát Macau đó. Anh im đi. Ở đây là chủ hả? Tao mà là cảnh sát thì tụi bay tiêu lâu rồi, giao tù hết rồi. Bởi cái tội của tụi bay, tiếc là tao không phải. Sao? Còn có chuyện mang ra hả? Hay em sẽ trở lại. Anh Vũ, anh Vũ, anh có sao không? Có sao không Vũ? Tao thấy chuyện này hơi bị kỳ đó nha. Tại sao lúc đó mày không làm tới luôn? Nếu em làm tới ngay lúc đó thì bữa nay em không thể đến đây nói chuyện với anh được đâu. Anh đi về đi. Em đã có cách dằn mặt ngầm khiến cho tên Tạ Thiên Khánh không dám đụng em. Kể hết đâu. Có chuyện rồi. Biết cơ sản tao sao? Mày có sự luôn nói cho tao. Tạ Thiên Khánh là người giết mẹ tao đúng không? Không thể tin được. Ngay từ đầu chúng ta cần phải xem xét cho thật kỹ. Trong một thời gian nữa, em sẽ mở rộng đường dây buôn bán flaca tại đây. Mọi tao sẽ hỗ trợ cho mình. Chắc kỳ em sát rồi. Cái gì?